Phương Nga của đài truyền hình SBTN Texas xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Thưa quý vị, như là chúng tôi đã hứa thì hôm nay chúng tôi mời anh Phan Nhật Nam trở lại với câu chuyện lịch sử và thời sự. Vâng, thưa quý vị, và trong lần qua thì anh cũng đã trình bày về cái cuộc chiến mà chiếm lại cổ thành Quảng Trị, bắt đầu từ tháng 3 nhưng mà kết thúc vào tháng 9 năm 1972. Thì hôm nay xin mời anh Phan Nhật Nam trở lại để mà nói về cái việc mà cái ảnh hưởng của cái cuộc chiến mùa hè cho kéo dài cho tới mùa thu năm 1972, nó đã có ảnh hưởng như thế nào đến quân sự lẫn xã hội của miền Nam Việt Nam, thưa anh? Một mối liên hệ gọi là liên hoàn đó cho đến nay thì nó như thế nào rồi? Xin chào anh ạ. Vâng, thưa cô Thu Nga và thưa quý vị. Thì Việt Nam với cái trận chiến 1972 thì nó có một cái tác động về chính trị và ngoại giao như thế nào? Thì thưa về tôi sẽ nói rõ như thế này. Là cái trận chiến đánh vào miền Nam của Bộ Tổng của người miền Bắc mà dùng đến 14 trong 16 sư đoàn tổng trừ bị của ngoại Bắc, là trong giới quân sự về cả thế giới và phía Cộng sản gọi đấy là một cuộc trận chiến lớn thứ hai. Tôi xin lặp lại, đây là cuộc tấn công của lớn thứ hai của khối Cộng sản sau cái trận chiến năm 1950 và 53 ở trên bán đảo Triều Tiên. Thì vì sao bán đảo Triều Tiên 50 năm 3 đó dùng phía Bắc Kinh sử đến 300.000 chí nguyện quân tràn xuống qua vị tuyến bom tám và suy nữa là đạn tiến đến thủ đô Hàng Thành của miền Nam. Nhưng mà lúc ấy đã có ông đại tướng MacArthur, ông được cả một cái nghị quyết của Liên Hiệp Quốc yểm trợ về mặt chính trị và Quốc hội Mỹ đồng ý. Và có một điều nữa là chính ngay nước Liên Xô ấy vắng mặt là coi như đồng thuận để cho Mỹ thống lĩnh 365.000 quân đồng minh chất 300.000 chí nguyện quân của Bắc Kinh theo từ miền Bắc của Bắc Hàn tràn xuống. Đó là trận chiến của năm 50 năm 3 tại bán đảo Triều Tiên. Qua đến coi Việt Nam Cộng Hòa thì thưa quý vị, tôi xin lặp lại, bên phía kia đại sứ bên Bắc Việt đã sử dụng 120.000 lính bộ binh, có 1.200 chiến binh xa yểm trợ. Và có thêm một điều này nữa mà bây giờ sau này người ta đã chứng minh là lúc ấy có đến 600, từ 300 cho đến 600.000 quân Trung Cộng giữ an ninh trong miền Bắc để trong miền Bắc dồn tất cả lực lượng đánh miền Nam. Đó là nói năm 72 chứ chưa nói đến năm 75. Và ở trong cái trận chiến 1972, tôi xin lặp lại một yếu tố mà ít ai nói ra, là không có một lực lượng, một người lính Mỹ nào tham chiến, vì lúc ấy cái chương trình Việt hóa chiến tranh đã hoàn tất. Và lần sử dụng B-52 đó là lần sử dụng cuối cùng trên chiến tranh Đông Dương, để sau đó tu chính án của Copper Isaac cấm tuyệt sử dụng không lực Mỹ tại chiến trường Đông Dương từ sau cái chiến tranh 1972 cho đến ngày 30 tháng 4 1975. Thưa với cô Thu Nga và thưa quý vị, rõ ràng chúng ta thấy có sự liên hoàn. Liên hoàn thứ nhất là nếu trận chiến Triều Tiên năm 50-53 đưa đến cái hưu chiến của bán đảo Triều Tiên và tạo nên cái tình hình của Bắc Á hôm nay, thì trận chiến mùa hè năm 1972 đấy chính là những yếu tố quân sự để đưa đến cái Hiệp định Ba Lê ký ngày 27 tháng Giêng 1973. Và Hiệp định Ba Lê 27 tháng Giêng 1973 là cái gì? Chính là cái hậu quả chính trị của thông cáo chung Thượng Hải ký 1972 giữa Tổng thống Nixon và là Thủ tướng Châu Ân Lai của Bắc Kinh. Tóm lại, trận chiến 1972 ở Việt Nam là tiền đề quân sự để có hoàn tất hai cái điều về chính trị. Điều thứ nhất là thông cáo Thượng Hải 1972 giữa Mỹ và Trung Cộng và Hiệp định Ba Lê ký ngày 27 tháng Giêng 1973. Đây là những gian xếp vừa mật vừa công khai trong 3 năm liên tiếp từ 1968 đến 1973 giữa Mỹ
với là Hà Nội qua Hiệp định Ba Lê. Thì thưa Thu Nga và thưa quý vị, tọa tình thân phận Việt Nam chính đã được xác định từ cái hội nghị Ba Lê ký kết năm 1973 đó. Dạ vâng, cảm ơn anh, thưa quý vị. Và qua sự trình bày của nhà văn Phan Nhật Nam thì chúng ta thấy rằng gọi cái cuộc chiến đấu hào hùng, gian khổ gọi là bi hùng tráng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa qua các trận như là Quảng Trị, An Lộc, Bình Long. Thì chuyện hôm nay thì theo anh nhận định thì nó có khả quan hơn hay không? Và mặc dù là đất nước Việt Nam đã im tiếng súng từ năm 1975, nhưng mà sau đó đến năm 1979 thì có cái cộng sản của Tàu cũng đã đem quân qua xâm lấn và ở những cái tỉnh biên giới phía Bắc rồi biên giới Tây Nam giữa Việt Nam và Campuchia. Thì xin mời anh ạ. Thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, bây giờ chúng ta đang nói về thời sự bây giờ, căn cứ trên những chứng cứ lịch sử của mấy chục năm trước thì chúng ta đã thấy một điều rất là cay đắng. Vâng, không phải là do có một cái tâm lý thối lui, do một tâm lý bi quan, nhưng rõ ràng nếu năm 1953 ở trên bán đảo Triều Tiên có được cái hiệp ước đình chiến ký giữa Bắc Hàn, Nam Hàn và Mỹ thì ít nhất người ta cũng có cái một cái tình trạng là không có súng đạn từ 1953 cho đến hiện tại. Thế còn là trái lại ở Việt Nam thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy rằng Hiệp định Ba Lê ký ngày 27 tháng Giêng 1973 thì sau đó tiếp chỉ còn 2 năm rưỡi sau là 30 tháng 4 75. 30 tháng 4 75 sụp đổ miền Nam. Như vậy đã yên tiếng súng chưa? Cũng chưa yên. Năm 1979 là chiến tranh 6 tỉnh biên giới, chiến tranh Tây Nam ở tại với Campuchia với là Việt Nam. Nhưng mà như vậy đã đủ chưa thưa cô Thu Nga và thưa quý vị? Quả tình chưa đủ. Vì sao? Vì chúng ta đã thấy rằng bây giờ ngay những ngày này chúng ta đang nói chuyện đây, thì từ trong ngày 16 tháng 6 vừa qua, bên phía Bắc Kinh là đưa cái dàn Hải Dương 8 đi tới cái vùng bãi Tư Chính. Và không phải là ngẫu nhiên, tại vì nếu 16 tháng 6 là đưa cái Hải Dương địa chính tới, sau đó đưa luôn cả cái tàu Hải Dương số 8 tới để mà thăm dò dầu lửa, thì cái ngày đó là tháng 7 là Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Nguyễn Thị Kim Ngân đi qua triều kiến. Tôi dùng chữ triều kiến vì sao? Vì Nguyễn Thị Kim Ngân không phải đi qua với các chủ tịch quốc hội, mà có cả phó thủ tướng, tức là đứng về mặt hành pháp, nghĩa là cả quốc hội, cả nhà nước, cả đảng đi qua triều kiến Bắc Kinh. Và không, trong câu chuyện mà Nguyễn Thị Kim Ngân nói chuyện ở Bắc Kinh, không có một tiếng, một lời nào nhắc đến cái sự xâm chiếm, cái sự có mặt, cái sự can thiệp một cách rất là thô bạo của cái dàn của cái tàu mà Hải Dương số 8 đó. Điều đó muốn nói một điều gì? Rằng Bắc Kinh muốn chứng tỏ trong cùng thế giới rằng, và chứng tỏ Việt Nam và chứng tỏ với Mỹ, đây này, cái công hàm 14 tháng 9 mà Phạm Văn Đồng, 14 tháng 9 1958 mà Phạm Văn Đồng đã ký xác nhận các cái đường 12 hải lý trong vùng biển đảo của Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc về định nghĩa của Trung Quốc. Trung Quốc là cái chữ của bên phía Hà Nội dùng cho phải Trung Quốc của chúng ta. Thì cái công hàm của Phạm Văn Đồng ký 14 tháng 9 1958 rõ ràng đã hiện thực trong cuộc viếng thăm của Nguyễn Thị Kim Ngân trong những ngày của tháng 7. Và đến qua đến hôm nay chúng ta đang đến 99, thì theo như chúng ta biết rằng cái tàu Hải Dương 8 nó tạm rời ra một chút, xong rồi nó lại đi vào trở lại ở trong cái bãi Tư Chính. Bãi Tư Chính nằm hoàn toàn trong vùng lãnh hải của Việt Nam. Thành thử thưa cô và thưa quý vị, thì quá trình cái vai trò mà triều cống của Nguyễn Thị Kim Ngân nó đã hiện thực một điều, cái loạn than hóa theo như Hiệp ước Thành Đô năm 1990, thì chỉ có vài tháng nữa chúng ta sẽ thấy cái Hiệp ước Thành Đô nó được hiện thực hay không. Dạ vâng,
Đây lịch sử Việt Nam qua một bao nhiêu là chiến đấu gian khổ và hào hùng, nhưng mà hình như là đều đau thương và buồn hết. Không lẽ không có một cái chuyện nào làm cho chúng ta cảm thấy rằng nó vui hơn hay không, thưa anh? Thưa cô, cô hỏi cô tìm ra được một chuyện gì vui thì thưa chắc không có, nhưng mà chắc trời không phụ. Không phụ là vì sao? Là vì những ngày này mà chắc là phía bên đài của Dallas và quý vị ở trong vòng truyền thông ở bên kia cũng có theo dõi, đó là cái việc 81 hài cốt của đại đội 72 của tiểu đoàn 7 nhảy dù đã bị rơi máy bay từ năm 1965 và bây giờ đã được tìm ra. Thật ra tìm ra từ năm 74 và chuyển đến vùng California trong ngày 13 tháng 9, và sẽ có một cái sẽ có một buổi lễ trong ngày 26 tháng 10 sắp tới để an táng linh vị của 81 cái vị đó. Thành thử thưa với cô, quả tình nếu cô hỏi tôi có chuyện gì vui thì tôi không dám gọi là vui, nhưng ít nhất cũng có một cái dấu hiệu của một sự phấn khởi, của một điều linh thiêng của tự sĩ, vì không ai xa lạ hết đại đội 72 tiểu đoàn 7 nhảy dù KBC 4919 chính là cái đơn vị đầu đời của chính bản thân tôi đã có mặt ở trong cái đại đội 72 đó trong là ngày sau ngày 23 tháng 11 63 mạng khóa Đà Lạt. Thì tôi đi về tiểu đoàn 7 nhảy dù với một cái lon thiếu úy của một số tuổi mới qua tuổi 20 và được làm trung đội trưởng của cái đại đội 72 của tiểu đoàn 7 nhảy dù đóng ở trong căn cứ không đoàn 33 ở Biên Hòa, có KBC 4919. Vậy thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, cô hỏi tôi có điều vui thì vui thì không được, nhưng tôi có một điều ấm áp trong lòng. Hóa ra linh thiêng của người lính tự trận 70 năm qua từ trận Đồng Xoài 11 tháng 6 1965, chết cả đại đội chỉ còn 10 người, được bổ sung thêm thì đến rất tàu bay ngày 11 tháng 12 1965, từ một khoảng thời gian gần nửa thế kỷ như thế. Nhưng hôm nay người chết đã trở về với chúng ta là trong ngày 13 tháng 9. Ngày 13 tháng 9 là gì? Là cái ngày cờ vàng bắt đầu dựng nên ở phủ thành Quảng Trị, và lễ an táng 26 tháng 10 2019 này sẽ được khai thực hiện, nhắc nhở cho chúng ta một điều linh thiêng: 26 tháng 10 1955 là quốc khánh của Việt Nam Cộng hòa. Dạ, thì chúng tôi cũng may mắn là phỏng vấn được bà Nina Nhung, là vợ của cựu đại tá mà tổng tư lệnh của nghĩa trang Thái Bình Dương, thì bà cũng cho biết nhiều cái chi tiết về cái việc này. Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng sau 33 năm thì những hài cốt của những người binh sĩ này, 81 người này mới được lượm lại chỉ có 117 cái bao thôi. Bà trình bày rất là rõ ràng và sẽ làm lễ mà tưởng niệm và an táng vào ngày 26 tháng 10 tại Westminster. Và như vậy thì mà có cái cảm động và cái cao quý là về ông thượng nghị sĩ Jim Webb, và cái nguyên nhân nào đã khiến ông ấy hoàn tất một cái công việc mà theo bà thì rất là khó khăn. 81 hài cốt này được lượm lặt lại ở tại nơi chỗ rớt phi cơ, rồi đem qua Thái Lan, rồi từ Thái Lan đem qua Hawaii, rồi từ Hawaii đem qua bên California, Westminster. Thì những người lính mà của đồng đội của 81 tử sĩ này đã hy sinh từ năm 1965 và bây giờ không bao giờ lãng quên. Thế xin mời anh tiếp tục với cái câu chuyện này, cảm động vô cùng. 65 á thì tiểu đoàn tôi hết 14 sĩ quan, từ tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó, sĩ quan vân ba, bốn đại đội trưởng chết hết. Trong đó đại đội trưởng 70 là ông khóa 14 Trần Trọng Hồng, ông Trần Văn Ký khóa 17, Trần Trí Dũng khóa 19. Đó là mới nội riêng về Đà Lạt không, Đà Lạt có ba ông rồi, đã chết tất cả 14 sĩ quan. Thì tôi ở trong đại đội 72 chỉ còn mình tôi là thiếu úy là cao nhất, được cho làm quyền đại đội trưởng. Nhưng sau đó đã đi về tiểu đoàn 9 ở Sài Gòn để qua đại đội 93, thì giao lại cho một cái ông gọi là ông Bích, khóa 8 Thủ Đức.
và ông Bích với quân số tăng cường được 81 người đi hành quân từ đi di chuyển từ Pleiku về Tuy Hòa thì chiếc máy bay trong ngày 11 tháng 12/65. Thì công việc này phải nói là một công việc không cách nào mà làm được nếu không có một cái thiện tâm của một cái người, đấy là ông Jim West. Ông Jim West này là một sĩ quan phi công lục chiến đã tác chiến ở Việt Nam. Ông ta bị thương ở đầu, ở tay, ở chân, ở đu hết, nên trừ khi mà trở về Mỹ sau hai tour ở Việt Nam thì ông mới chạy ngũ vì lý do thương tật, và ông ta đã thành là thượng nghị sĩ của tiểu bang Virginia. Rồi ông ta là bộ trưởng bộ hải quân, rồi ông ta là phụ tá của tổng thống Reagan, phụ tá của tổng trưởng quốc phòng thời tổng thống Reagan, lo về cựu chiến binh và lo về lực lượng dự bị của Hoa Kỳ. Nhưng mà tất cả điều ấy nó có một cái sự liên quan hơn nữa là ông hiểu được sức chiến đấu của người Việt Nam, sức chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà ông đã chứng kiến trong những ngày tuổi trẻ. Cho nên ông ta mới viết một cái bài báo hết sức là cảm xúc, tưởng nhớ những người lính bị bỏ quên của miền Nam Việt Nam, Remember South Vietnamese Forgotten Soldiers. Và không phải là chỉ viết báo, mà không phải là chỉ nói trong lý thuyết, vì ông ta đã lấy cái ý niệm của cái ông William Gladstone, một ông thủ tướng của người Anh trong thế kỷ thứ 19. Ông Gladstone đã có một ý niệm rằng hãy chỉ cho tôi xem cái dân tộc, cái cộng đồng một người nào mà đối với người chết của dân tộc và cộng đồng đó thì tôi sẽ biết được cái giá trị của cộng đồng đó, cái lòng trung thành với đất nước của họ đối với những lý tưởng cao cả. Không phải lý thuyết không, và ông Jim West đã vận động trong 33 năm mà tôi nghĩ rằng các thân nhân của người chết cũng lãng quên đi, người đồng đội, bản thân tôi cũng phải lãng quên đi bởi tất cả những cái đa đoan của đời sống từ 1965 qua 75 và cho đến những cái ngày tháng 2019 của thế kỷ 21 này. Nhưng ông Jim West, ông đã kiên trì, ông đã làm được, ông đã làm được, ông đã đi qua hai quay, ông đã vận động được, và ông vận động với Bộ Ngoại giao, với Bộ Quốc phòng, với vận động thương phê binh. Chưa hết, ông cũng vận động với cả Hà Nội nữa. Nhưng Hà Nội người ta không nhận, người ta bảo rằng đó về lính của người ta. Để tất nhiên là đó là sự thật, người ta không nhận. Và bây giờ, 81 hải quân đó đã đưa đến vùng California đúng trong ngày 13 tháng 9, tán trong ngày 26 tháng 10 năm 2019 này, trong một buổi lễ rất trang trọng tại Tượng đài Việt Mỹ ở Westminster. Thưa cô, thưa quý Nga và thưa quý vị, đây chứng tỏ một điều: anh linh của tư sĩ Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn hiện hiện trong đời sống của chúng ta, bởi vì 26 tháng 10 chính là ngày quốc khánh của 1955 của nền nhất Cộng Hòa. Dạ vâng, đúng như vậy. Và ông Jim Webb đã hoàn toàn ủy nhiệm cho cựu đại tá Castagnetti và vợ của ông là bà Nina Nhung Nguyễn. Bà cũng đã có gửi lời nhắn trên các báo, trên truyền hình là tới cái ngày 26 tháng 10 khi mà làm lễ tưởng niệm cho 81 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa thuộc binh chủng nhảy dù thì chúng ta nên bận áo đen và cũng như là quấn một vành khăn trắng, tang trắng để tang cho những người lính anh hùng mà không tên tuổi. Tuy rằng có cũng có một vài tên tuổi nhưng mà họ đã bị hầu như là lãng quên từ khi mà chiếc máy bay rớt năm 1965, rồi lượm lại được năm 1974, rồi không biết đưa đi đâu, lại đưa qua Thái Lan, rồi từ Thái Lan đưa qua Hawaii, rồi Hawaii mới đưa qua California. Đây là một cái chuyện mà chúng ta thấy cảm động và nó liên quan đến tâm linh, làm cho những người mà nghe được cái câu chuyện này đều rơi nước mắt. Và đúng như vậy, như lời của anh Phan Nhật Nam nói, đó là ngày quốc khánh của đệ nhất Cộng Hòa, ngày 26 tháng 10. Thì chúng ta cũng còn chỉ có một phút nữa thôi, mời anh đúc kết về cái câu chuyện thời sự và lịch sử của ngày hôm nay, thưa anh. Thưa cô Phương Nga và thưa quý vị, tôi nói những cái điều cuối cùng này với tất cả cái sự cảm xúc. Vì sao? Quả tình có một điều rất linh thiêng. Nếu ngày 13 tháng 9 năm 1972 tại
mặt trận Quảng Trị. Những người lính là tôi có mặt ở đó, cái cánh quân của tiểu đoàn 11 nhảy dù, thì lúc ấy ở trong cổ thành thây xác của lính thủy quân lục chiến, mà theo báo cáo là một ngày là chết 150 người. Và tổng kết mặt trận Quảng Trị, đơn vị thủy quân lục chiến không, chết 3.500 người. Vâng, đây là số liệu. Riêng đại đội 4 thủy quân lục chiến của tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến khi hành quân là 170 người, và đến tháng 9 chỉ còn 30 người. Những số liệu đó, những người chết đó, đấy là tôi mới nói được những số liệu bên thủy quân lục chiến, để có cái ngày 13 tháng 9 qua 14, 15, 16 lá cờ vàng bay trên cổ thành Quảng Trị. Thì bây giờ 81 người lính đại đội 72 của một anh thiếu úy con nít năm 1963 nhận cái đại đội làm trung đội trưởng ở đấy là chính bản thân tôi, chết từ ngày 11 tháng 12 năm 1965. Bây giờ đã cái hài cốt đó mà tôi đọc trong danh sách, tôi thấy Tăng Hoàng Tài, tôi thấy Phạm Ngọc Bích, tôi thấy Phan Niên, tôi thấy Phan Thọ, những cái danh tính mà mấy mươi năm qua chắc không ai nhớ, kể cả một cái người đã từng chỉ huy những người lính kia. Thì bây giờ những người lính anh linh liệt sĩ đã có mặt với chúng ta tại California trong ngày 13 tháng 9 và có mặt với cộng đồng người Việt trong ngày 26 tháng 10 Quốc khánh Việt Nam Cộng hòa 1955. Thưa về quý vị đồng hương, chúng ta là người Việt tị nạn cộng sản, chúng ta có được tự do hôm nay từ đâu mà ra? Tức là từ máu xương người lính mà đại chết trong trận chiến bảo vệ miền Nam trong 21 năm từ 1960-1975. Khẩn thiết cầu xin, mong muốn quý vị có mặt cùng với chúng tôi trong cái ngày linh thiêng đó, cái ngày 26 tháng 10 năm 2019, ngày quốc khánh của đệ nhất Cộng hòa, với linh vị của 81 tự sĩ đại đội 72 tiểu đoàn 7 nhảy dù KBC-4919. Dạ vâng, và chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 9:30 tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Và đến đây, câu chuyện lịch sử và thời sự với nhà văn Phan Nhật Nam xin được tạm ngưng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Cảm ơn anh Phan Nhật Nam và xin chào tạm biệt. Xin kính chào cô Thu Nga, xin kính chào quý khán giả đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Cô đơn quạnh hiu
ai đến được dương nào. Không nơi quê cha mà cả ly 26 tháng 10, một năm mồ chung nghìn thu yên nghỉ. Các anh lớp trai hùng sinh lầm thế kỷ, mẹ Việt Nam đau tổ quốc lao đao. Nhưng người lính không có quê hương, sống tung hoành, sống phá bốn vùng chiến thuật, chết tang tành, cốt cho nằm trong mộng. 54 năm chờ được một năm mồ, nhưng người lính không có quê hương, chung năm mồ xa thân vùi ngoài đất nước, xác những cho buồn âm thầm trong mồ, hồn lang thang ngơ ngác lưu lạc về đâu. Nhưng người lính không có quê hương, sống tung hoành, sống phá bốn vùng chiến thuật, chết tan tành, cốt cho nằm trong bọc. 54 năm chờ được một năm mồ, nhưng người lính không có quê hương, chung năm mồ xa thay vùi ngoài đất nước, xác nhóm cho buồn âm thầm trong mồ, hồn lang thang ngơ ngác lưu lạc về đâu.